Rồi hello, Hồng An chào anh em. Và lâu lắm rồi Hồng An không có quay những cái phụ tùng linh kiện lẻ thêm những con xe đẹp chia sẻ cho anh em nha anh em ha. Thì hôm nay Hồng An bày ra ít phụ tùng rim quay phu. Anh em nào cần liên hệ shop mình nha anh em ha. À, nói chung là hàng này cũng tôi là hàng đẹp cho anh em mình ráp cho những con xe cọp anh em ơi ha. Rồi, hàng cũng khá trở lên à, có những bộ câm cái đùm trước đùm sau của phu 1 quay alpha phục 207 phục neo phục trước của rim phục trước của quay và ba nắp của quay thái 100 à, rồi một cái gấp quay thái 110 một cái gấp rim mỏ ba ga và ba cái niềng một cái niềng rim thái tem hồng một cặp niềng quay thái 99 một cặp niềng quay thái 2 2000 đó. Chứ bây giờ mình quay nhiều quá sẽ không hết cái clip rất là dài anh em ơi, mình quay rất là kỹ nha anh em, chịu khó mình xem nha anh em ha, và mình đều có báo giá chi tiết hết nha anh em. Anh em mình chịu khó từ từ xem và anh em đang cần những món hàng nào trên đây thì liên hệ mình nha đó. Thì shop mình thì cũng có địa chỉ số tài khoản đầy đủ hết nha anh em ha đó. Địa chỉ anh em ở Sài Gòn thì ghé qua 115D Lò Siêu, phường 8 quận 11 đó. Qua xem hàng trực tiếp, nhận hàng tại nơi. Anh em ở tỉnh thì chỉ cần chuyển cọc 100k là hàng bay tận nhà. À, và trước khi mình gửi đồ cho anh em chịu khó kết bạn Zalo cho anh em để mình chụp hình kỹ những cái sản phẩm của shop cho anh em mình xem kỹ và anh em có quyền kiểm tra hàng. Nếu đúng hàng anh em mới được trả tiền. À, như khi họ cháo hàng nha anh em ha. Trước khi mình gửi mình cũng phải chụp hình kỹ cho anh em sản phẩm anh em mình đã chốt. Anh em xem kỹ lưu lại hình ảnh đó và họ giao tận nhà mình mà anh em khui ra kiểm tra đúng với sản phẩm mà Hồng An đã chụp cho anh em xem á, anh em mới đưa thêm tiền cho họ nha anh em. Rồi ok anh em ha, số tài khoản đầy đủ nha anh em, duy nhất một số tài khoản đó nha anh em ha. Rồi mình sẽ quay chi tiết anh em ơi, trước tiên mình sẽ đi cái ba gai rim nha, clip cũng dài lắm, mình sẽ quay tương đối là quay kỹ chút xíu để tránh anh em mình mua không có vừa ý anh em. Ba ghế rim thái nè, đây nó ngắn nha anh em ha, còn của Super nó dài ra à. Thì cái ba ga này tình trạng còn 80% nha anh em, không bị rỉ sét đóng ten anh em ha à. Có 800k thôi anh em ơi, rim thái nha anh em, chốt đơn alo mình, đặc biệt là không có cong vênh anh em ha, ngay thẳng không cong vênh nha, không có da quẹt da chạm nha anh em à. Phía dưới cũng còn mới nè, không có đóng ten đóng sét anh em à. Anh em về ráp đi thêm 3 năm nữa cũng ok, vì đồ xây của những cái rim nó rất là chắc. Những cái đồ mới bây giờ anh em đi thời gian nó sẽ xuống cái màu. Nước xi nó sẽ bị xuống, còn những cái nước xi của bên Thái xe Thái tháo ra nó rất là bền. Không có bị mà đóng ten này kia đâu anh em. 800k nha anh em ha, một cái ba ga mũi của rim Thái. Rồi, tiếp đến là cái gấp. Gấp này gấp quay Thái đời 2000. Xem kỹ nha anh em ha. 010 lủng. Gấp zin không bắn không dặm, tem nó hơi bị bạc anh em ha, anh em coi kỹ nha. Gấp này gấp quay thái 2000 anh em, xem kỹ đánh giá. Rồi anh em mình chốt đơn mình sẽ chụp hình thêm một lần nữa cho anh em ơi ha. 2000 nha anh em, từ từ xem anh em, không gấp, mua hàng là phải xem kỹ. Rồi anh em mình chốt đơn ha. À, 1 triệu đây nha anh em ha, gấp này 1 triệu nha anh em. À, mặt tiền đẹp, mặt tiền đẹp nha anh em ha, chỗ đây chỗ sọt cốt qua mà anh em à. Ở đây mặt tiền cũng đẹp nha anh em, răng cỏ còn anh em ha à. Đặc biệt là bạc thao nguyên zin nha, chưa đóng nha anh em ha, bạc thao ắc zin nha, chưa có đóng ra lần nào hết. Rồi mặt dưới nha anh em, này bị chóc sơn anh em ha, mà anh em ráp lên nó sẽ không sao nha anh em, nó chụp cái nhựa sơn mà à, không sao nha anh em ha à. Bao gồm cái đủ thắng cho anh em luôn nha anh em, đủ thắng có luôn nha anh em ha, 1 triệu thôi à. À, anh em về cân đối anh em mua về ráp, có thể ráp cho quay pha cũng được nha anh em. Ráp quay pha thì anh em đổi cái cặp te
quay alpha thôi, 1 triệu à. Rồi ok nha anh em ha, tiếp tục là gấp rim nha anh em, gấp rim Thái, tình trạng là sơn zin không bắn không dặm, không mục không lũng, xem kỹ anh em ơi, cũng là gấp bạc thao zin nha, chưa đóng nha anh em ha. Những cái bạc thao mà đóng qua rồi là gấp nó đi rất là nhiều, nó bị lỏng anh em, người ta mới đóng. Còn những cái gấp bạc thao này zin theo xe nè, là chứng tỏ là gấp này người ta đi cũng là kỹ, chưa đến nổi nha anh em ha. Nói chung là mặt tiền tem còn nguyên zin, tem còn ha, nhưng mà nó hơi bị bạc. Coi kỹ nha anh em, mình quay kỹ lắm. Răng cỏ nó còn nguyên anh em, không tuôn răng nha anh em ha, răng cỏ nè. Gấp này 2 triệu nha anh em, gấp đẹp, để chín chín á. Gấp này để chín chín nha anh em ha, à, sơn nè. Mình quay rất là kỹ. Tất cả từ trên xuống dưới mình quay hết. Không có móp, không móp cho anh em ha, không móp nha anh em, răng còn nguyên hết anh em, chưa tu răng nha nè, không tu răng nha anh em ha. 2 triệu anh em ơi, 2 triệu nha, để chín chín nha anh em. Rồi bên đây mình đảo chiều qua bên đây, bấm lê vê rất là đẹp. Trong mặt ngoài nói chung là xe này là gấp này cũng còn cỡ 7 nút nha anh em ha. Rồi qua trong phần đáy nè, phần dưới đáy nè, phần đáy đa số là người ta sẽ bị đóng ten, đóng sình, nó sẽ bị xét, bị chóc sơn. Phần đáy này còn đẹp anh em ha, cát sình ơi cuốn trôi phần dưới lắm, nó về dính phần dưới đó, nhưng mà phần này còn đẹp nè anh em này. Mặt dưới anh em ha, dưới chiếc xe nha, không bị dợp, không bị bung, không bị chóc, lỗ ok anh em, bao đẹp. Lỗ gác chân là không bị quịt, bị lỗ anh em ha, anh em gác cao su lên là thẳng băng nè, không bị méo, không bị xệ đâu anh em. À, coi nè, không méo không xệ đâu anh em, nó dơ anh em ha, thẳng băng nguyên hết trơn nè, đúng không? À, coi nè, không bị cong, ráp là nó sẽ thẳng cái phơm lắm anh em, đúng cái phơm thẳng anh em ha. À, khi nó đông nó đụng nó sẽ bị cong, là cái phơm nó ráp lên nó sẽ bị méo. Phơm thẳng băng. Rồi gấp này 2 triệu nha anh em, phải gấp riêng ha, quá ok rồi. Tiếp đến mình quay ba cái niền này, trước tiên là cặp niền rim Thái. Cái cặp niền quay đi, quay Thái đi em ha, trùng mã nha, đúng niền theo xe nha anh em, niền 2000 nha, đúng niền theo xe, tháo xe ra nha. Mình ít khi nào bán những cái niền hàng mới lắm, hàng mới bây giờ đã có hàng giả nhiều anh em ha. Anh em coi chữ M nha anh em, rõ nét nha, đúng là M, đúng M nha. À, nhìn nét chữ, phơm chữ anh em biết liền à, là hàng thật anh em. Hàng tháo xe đa số là hàng thật à. À, độ sâu, độ nét nó rõ ràng ha, M nó ra M. Còn những cái niền mới giờ nó giặt nó giả là N đọc như M đó anh em, nhìn không thấy chữ đâu. À, mình là bán chỉ có chơi hàng tháo xe thôi, không chơi hàng niền mới, niền tồn đâu anh em. Những cái niền linh kiện bây giờ nó đủ thành phần hết, đủ dạng hết, giả giả thật thật anh em mua lầm thôi anh em ha. À, tốt nhất là hàng tháo xe là chuẩn nhất, khỏi nhức đầu suy nghĩ cũng ngon anh em ha. Anh em mua hàng anh em về ngủ ngon lắm, đúng hàng tháo xe yên tâm. À, chỉ có đừng có mua những cái đồ mới không biết là đồ bây giờ hay là đồ giả hay là hồi đó hay sao, mình không biết được cái nguồn gốc của nó nha anh em, rất là tinh vi anh em ha. À, rồi cặp này anh em nè, đời 2000 anh em, trùng mã nha, trùng mã nha anh em ha. Tình trạng này còn mới lắm nha anh em ha, tháo xe nha, giá trị tháo xe nha anh em. À, giá trị là trên chiếc xe tháo nó ra giá trị sẽ khác, và những cái niền mới, niền tồn và giá trị nó khác nha anh em, không thể so sánh được những cái độ tháo xe đâu. À, nó cũng nặng hơn anh em, nặng hơn và đúc thép nó đẹp hơn ha, nước xi cũng khác hơn người ta nha anh em, bóng sáng lắm. Và những cái niền mới bây giờ cái nước xi nhìn nó giả giả, nó vàng vàng, nó ngộ lắm anh em ơi.
Rồi cặp niên này 6 triệu nha anh em ha, 6 triệu nha, không bớt anh em ơi, không có hàng đâu anh em. Tiếp đó là một cặp niên 99, cũng là trùng mã nha anh em ha, coi kỹ cái mã nha. Này mã EBQ nhìn sao nè, M là rõ nét nha anh em, không phải M mà thành N đâu anh em ha. À, điện tháo xe nhìn cái nét rõ lắm anh em. À, M ra M à. À, cái nét chữ mà dập không có ra cái chữ thì làm sao mà đúng hàng được anh em. Ít ra nhìn cái chữ cũng phải ra rõ ràng, độ sâu độ cạn đúng hết nó mới đúng là hàng thật ha. Nét chữ mà đã còn không có ra được cái nét chữ thì anh em nghĩ làm sao nói hàng thật được anh em. À, cái đồ thái mới bây giờ thôi, cái nét chữ nó cũng còn đẹp hơn những cái đồ giả nữa, đồ nhái nữa đó. Anh em mua những cái niền thái mới bây giờ đi, tuy là nó là hàng thái mới nhưng mà anh em nhìn cái nét chữ coi, nó rõ nét lắm. Nét nào ra nét đó à, chữ nào ra chữ đó à, nhìn rõ ràng lắm anh em, cái form chữ. Rồi cặp niền này nói chung là 99 nha anh em ha. À, tháo xe nha, thắng đùm nha anh em, không có đĩa nha. Tiếp đến là cặp niền Thái Honda ha, dành cho anh em ráp những cái đời rim tem hồng đó anh em, rim hai tem hồng đó là nó đó, Thái Honda đó, cũng là hàng tháo xe này là 94 nha anh em, 94 anh em ơi ha, 94 nha. À, đúng 94 nha anh em ha. À, Thái Honda tình trạng này là không một không lũng nha anh em ha. À, shop mình kỹ rồi quét ra một cái lớp để nó bảo quản, anh em về ráp lên nó ok, vì những dòng niền này nó cũ rồi mình phải quét lên anh em, anh em về ráp nó khỏe ha, không một không lũng nha anh em. Nhìn cái chân dồi đó anh em nè, chỗ này nè, à, nó không phá là biết rồi. À, chân dồi nè anh em, nước xì đẹp tại mình không có lao anh em ha, tay mình cầm nó hơi dơ đó anh em. À, chân dòi mà nó không bị ăn tan, không bị dợp là anh em hiểu rồi, đa số là niền đẹp, đa số là một từ cái chân dòi ra chứ bộ phận khác nó ít khi nào bị dợp bị bung lắm, từ cái chân dòi ra hết á, nó động nước chỗ này mà anh em, tụ nước. Rồi cặp niền này anh em alo mình nha. À, rồi tiếp đến là bộ ba nắp, ba nắp này nói chung là củ quay Thái 100 nha anh em ha, anh em nào đang trên những con xe 100 quay Thái 100 đó anh em, alo mình nha. Bộ này có thể ráp cho quay Thái 110 cũng được nha anh em, nhưng mà anh em coi kỹ nha, giòn zin còn anh em, giá trị là nó còn cái miếng giòn này nè anh em ha, nếu mà quay Thái 110 là giòn nó màu xanh anh em nhớ nha. À, giòn zin theo xe nè, giòn đen anh em ha, quay Thái 100 là giòn đen, nó có sớ nè, anh nhìn kỹ nè, nó có sớ anh em, có sớ anh em ha. À, nắp nồi này nó còn cái giòn zin luôn. À, quay Thái 100 nè anh em, KEV nè, THM-2 nè, là đời 98 nha anh em ha. À, được cái ba nắp còn anh em, rồi nè, còn nè. À, cái bộ này mình bán nguyên bộ không bán lẻ nha anh em ha, bán nguyên bộ cho anh em. À, anh em về xiên rửa kỹ lại một cái. À, nói chung là không có dợp, cái nắp nồi này không có dợp, không có bung, nước sơn còn đẹp từ trên xuống dưới luôn, kể cả còn nắp nhựa luôn nha anh em. À, đây là cái nắp đuôi cá cũng đẹp nha anh em ha, cũng không bị dợp bị bung nha, bộ nắp này đẹp lắm anh em. À, bộ này đẹp lắm anh em ơi. À, theo xe hết cho anh em ha. À, cũng chưa có rửa nhiều. À, anh em về xiên rửa lại nha anh em. Rồi đây là nắp lửa, nắp lửa thì nó hơi bị lỗi chút xíu là chỗ này, cái cạnh này thôi nha anh em ha, ngoài ra là còn đẹp. Và trên đây chút xíu nữa anh em ơi, hai phần ha. Phần dưới nè, nó dơ nó sình anh em. Ok anh em ha, nè KEV nè, THM nè. À, quay Thái 100 nha anh em, giòn đen anh em ơi,
ha, 100 là giòn đen nha, còn 110 là giòn xanh rồi, nó là giòn đen anh em. Nắp nhựa còn hết. Anh em nào mua mình bán nè, 3 triệu nha anh em. Vì quan trọng là nó còn cái nắp nhựa, còn miếng giòn anh em ha, 3 triệu bộ này nha. Anh em nào thích thì alo mình. Nói chung là quay tháng 100 thì ráp 100 nó hay hơn. Anh em có thể ráp 110 cũng được nha anh em, không sao nha. À, tùy anh em thôi. À. Rồi, tiếp đến là cặp phuộc. Đây là cặp phuộc quay thái 2000. 2000 nha anh em. Phuộc này nói chung là tình trạng là anh em nhìn là nó như zin anh em, nhưng mà đã có dặm rồi nha anh em ha. Đã có dặm rồi. Ti zin nè. Ti zin mà như mới anh em ơi, nhúng nhẹ nha. Đã có dặm nha. Đã có dặm rồi nha anh em. Ti zin anh em ơi, bao nhẹ ha, bảo hành 3 tháng dùng cho anh em. Cặp ti quay thái này giờ anh em mua khó lắm anh em, không có ti zin đâu. Ti hàng mới không à. Mà hàng mới thì xài thời gian nó cũng mau bị cong lắm, nó mềm lắm. Chỉ cái ti zin theo xe nó mới đủ độ cứng thôi. Ha, độ cứng độ bóng anh em nhìn nè. Rất là đẹp. Còn ba ti mới bây giờ, ba cái ti nói chung ti hãng bây giờ nó xài nó mềm lắm. Nước xi nó cũng khác hơn cái đồ theo xe anh em ha. Nhìn kỹ nha, nói chung nhìn kỹ mới biết dặm nha. Thật sự là nó là đã bắn qua rồi nha anh em. À. Anh em nào ráp xe full mới gì đó, lấy cặp này về ráp được nè. À. Hoặc những con xe mà giả zin gì đó, không? Mua về ráp luôn. Không cần bắn dặm gì hết. Dặm giả zin rất là đẹp. À. Nó còn lên những cái tan tan nè. À, nhìn nó giống giả zin lắm anh em, đẹp lắm. Sơn rất là đẹp. Này còn hộp anh em thấy không? À, sơn phớt nhẹ này còn hộp nè. Không phải phủ hết viên cây đâu nha anh em ha. À, nhìn không? À, nó còn hộp anh em. À, cặp này 2 triệu rưỡi nha anh em ha. Vì sao anh em? Vì nó là ti zin, nhúng zin chưa phục hồi, rất là nhẹ, bảo hành 3 tháng cho anh em mình nhúng nha. Nhúng nhẹ như xe hơi nha anh em ha. Rất là nhẹ nha, anh em biết rồi. Nhúng mà phục hồi qua nó rất là nặng. Còn những cái nhúng zin á, anh em nhúng nó thắng cái nó nhúng xuống đã lắm anh em. À, khó lắm, khó có những cặp nhúng zin lắm anh em, đa số là phục hồi hết trơn rồi. Tiếp đến là một cặp phục rim. Rim thái này là sơn zin nha anh em ha. Sơn zin nha. À, anh em có thể ráp xe 3x, 4x cũng được anh em ha, tùy anh em nha. Mình thấy là ok đó anh em. Đó, sóng đẹp nè. Cũng là ti zin chưa phục hồi, chưa canh chỉnh, rất là êm. Bảo hành 3 tháng cho anh em. Đời 94 đó anh em. 94 nè. À, 94 nha anh em ha. À, bao đẹp. Đẹp lắm anh em ơi. Vậy thôi anh em ha. Có 2 triệu anh em. Đâu có suy nghĩ nữa anh em ha. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. 2 triệu cặp phuộc quá ok rồi anh em. Ti zin, nhúng zin, bạc zin, 2 triệu à. Suy nghĩ gì nữa anh em. Cặp ti zin bây giờ anh em đi mua cặp ti rim thái làm sao mà có hàng anh em. Chỉ có hàng mới thôi. Hàng mới cùng mình cũng đã nói rồi nha anh em ha. Nhúng không êm đâu anh em. Rất là mềm. À, bảo hành cho anh em mình dùng 3 tháng luôn nè. À, đời 94 rim thái. À, sao anh em thấy không? Rất đẹp. Cảnh sống ok. À, mặt ngoài nó hơi chút xíu thôi là bình thường ha. Chính vì 2 triệu nó mới bị dập dập. Nếu mà nó không dập là phải cỡ 4 triệu nha anh em. Mua không có hàng đâu. 2 triệu này rẻ anh em ơi, anh em lên chơi nha. Nói chung là mình nhập được giá tốt thì mình chia sẻ giá tốt nha. Cặp nhúng này ngày thường là mình bán là cả tầm cả 3 củ đó anh em, không có 2 đâu. Mà lên clip này là chỉ có 2 thôi nha anh em ha. Để 94 luôn anh em, rất đẹp. Quá đẹp anh em, chốt nhanh anh em ơi. Cơ hội đến chỉ có một lần thôi anh em, không có lần thứ hai đâu nha anh em ha. Hai củ quá rẻ rồi. Hai củ là nói chung là mình lời đúng 200k. Mình nhập một củ cũng 8 rồi anh em. Nhập một củ 8 rồi đó. Rồi. Chịu chơi. Đã làm quen hai củ rồi nha anh em ha, không bớt nha. Rồi nhanh gọn lẹ, tiếp đến là cặp phuộc neo, hàng tháo xe nè. Hôm nay là tháo rồi những con xe cọp anh em.
neo nè, nhúng neo nha, nhúng sao nha anh em ha, nhúng sao nha anh em, ráp cho những con xe anh em ráp thì sẽ có thể vài ngàn cây ok anh em, lên những con xe vài ngàn cây là ok luôn đó. Nè, nè, cái tì của nó là vàng gươm như mới vậy đó, màu mỡ gà rất đẹp, lò xo anh em không có bị sét, thấy không? Nhìn cái chân lò xo anh em thấy rồi biết rồi. Còn vàng ống à, chân keo còn nè anh em, chân keo còn cái này luôn nè, chưa có bị dợp luôn anh em. Năm ra giá không hề rẻ nha, năm thấy số 3 không? Thấy số 3 chưa anh em nè, hàng nè, hàng theo tháo xe nè, chứ phải là ba cái chân mới đâu nha anh em ha, hàng tháo xe nha. À, số 9 luôn anh em. À, nè, mực sơn nè, hàng theo xe với hàng mới một trời một vực, kể cả cái cặp chân cũng khác nữa anh em. À, cặp chân, cặp ti, cặp lò xo anh em nhìn biết liền à. À, đã dùng qua đậu nè anh em, nó hơi bị sét chút xíu, nó đóng bụi anh em. À, đóng bụi đó, thấy không? Cặp này 3 triệu mình mới bán cho anh em ha, nói chung là 3 triệu mới bán nha, không có số lượng nhiều đâu anh em, duy nhất một cặp thôi à. Anh em muốn mua thêm cặp thứ hai cũng hết rồi nha anh em, không có hàng. Anh em mình đem cái bô Sibo đó nè, đồ Sibo anh em cần alo mình nha, những cái đầu lồng Estanda, bô cọp, bô gì đó Sibo bên mình có bán đủ nha anh em ha, từ từ nha anh em, hàng nhập liên tục. Rồi đây là cái lồng Singer nè, sẵn quay cho anh em mình biết luôn nè, lồng Singer nha, Estanda nha anh em đó, bao ráp cho anh em luôn nha, anh em qua mình bao ráp cho anh em. Riêng anh em nào mà đam mê những cái lồng này, nếu mà muốn ok, shop mình bao ráp cho anh em miễn công thợ ha, ráp lên, ráp lên rồi mình mới lấy lúa nha, ráp lên anh em chạy thử mới lấy lúa nha, lồng Singer nha anh em ha, bao ráp cho anh em luôn đó, anh em qua mình ráp tại chỗ cho anh em, ráp mà ok ngọt ngào mình mới lấy tiền, mà không ngọt ngào, không đúng, không chuẩn thì mình không lấy tiền, miễn phí công ráp cho anh em. Đúng 10 củ nha anh em ha, 10 củ lồng Singer Estanda, 10 củ nha, giá bèo lắm anh em, không có mắc đâu anh em, lồng Singer mà Estanda anh em biết rồi, kiếm đâu ra. Rồi tiếp đến là cặp thuộc sau anh em ơi, clip dài lắm, tranh thủ anh em ha, cặp phục sao hàng tuyển chọn của Supreme 207, nói chung phục này anh em có ráp cho 203, 204, 2010, 2012 đều được nha anh em. À, Supreme hàng, nói chung là hàng này hàng tháo xe cọp anh em ơi ha, tháo xe cọp nha anh em, 207 nha, đúng của nó 207. À, anh em có thể ráp cho 202, 201 tùy anh em thôi à, nói chung là hàng tháo xe đẹp, nó năm 207 anh em. Cặp này nói chung là 2 triệu anh em ơi ha. Nè anh em có cái chân của nó nè, đúng hàng theo xe nha anh em. Đó. 2 triệu nha anh em ha. Anh em ráp rim vẫn được mà anh em. Nó nói cho anh em ráp rim vẫn bình thường ha. Ráp rim và các đời super đều ráp được hết. Tùy anh em thôi anh em. Mà nó đúng là nó là super rim 207. Đó. Trên những con xe có vài ngàn cây thôi à. Đó. Rồi tiếp đến. Tiếp đến là cây chống ngang của rim anh em, chống ngang rim Thái dày cua như mới, tuy rằng nó nước sơn nó hơi bị xuống xuống màu anh em ha, anh em về sơn lại hoặc để nguyên cũng được. Cây này đúng giá 1 triệu nha, không bớt anh em ha, anh em coi nó dày mo à. Đó, dày mo nha anh em, 1 triệu anh em ra quá rẻ anh em ơi, 1 triệu được tặng kèm cái lò xo và con tán này nữa nè. Đó, ok chưa anh em, 1 triệu nha. Rồi tiếp đến là bộ câm, có mấy bộ câm, bộ câm rim Thái anh em ơi, rim Thái nha, bộ câm trước sau nha, một bộ như vậy đó anh em, mình bán cho anh em nè, giá dễ chơi, hôm nay tình nghĩa hôm nay mình chơi nè. Bộ câm này nói chung là ráp xe trên trăm, anh em lên xe cỡ 100 củ được nha, bộ câm này nó còn vàng mỡ à, còn vàng vàng còn xanh xanh nha anh em, ráp xe trên 100 củ được nha anh em ha, tại mình cầm như vậy chứ anh em ráp xe nó đẹp lắm anh em. Nè, lên con xe nè anh em, thấy chưa anh em, mình cầm nó sẽ khác, thì bây giờ anh em ráp lên chiếc xe cái màu câm nó sẽ khác anh em,
đẹp lắm nha anh em ha. Thì mình nói bộ cam này ráp xe 100 cũ là bình thường, 100 triệu ráp bộ cam này vẫn bình thường nha anh em ha. Kể cả 150 luôn, lên bộ cam này vẫn được nha anh em. Bộ cam này mình bán cho anh em mình giá nè, hôm nay riêng hôm nay thôi nha, đúng 2 triệu mới bán nha anh em ha, 2 triệu nha anh em, cam rim Thái nha. Rồi cam quay Thái đùm, quay Thái thắng đùm nha anh em ha. Nè anh em coi nè, bộ cam lên chiếc xe khác liền, thấy chưa anh em, mình để chiếc xe vậy nè đó, thì bộ cam này anh em ráp xe 70-80 là bình thường, ok nha anh em ha. Nó còn vàng xanh nè, này chiếc quay Alpha anh em ơi, quay Alpha này cũng là hàng đẹp anh em ha. Đó anh em nhìn so sánh bộ cam lên chiếc xe coi sao anh em, cái màu nó chuẩn hơn anh em đúng không đó. Thì bộ cam này anh em ráp xe 70-80 ok không vấn đề, cũng 2 triệu nha anh em ha, bộ cam 2 triệu nha. Rồi tiếp đến là một cái bộ cam full sờ 1 thắng đĩa, vốn mình 1,5 triệu rồi, nó thẳng làm vốn 1,5 triệu hết nó trơn anh em ơi. Nè nhập vô 1,5 triệu nè, ở mình một bộ cam lời có đúng 500k thôi đó, đó mình phải đi săn đi lùng mới có những bộ cam này anh em ha. Đó full sờ 1 thì nói chung anh em ráp cho những con xe 70-80 triệu hoặc 50 triệu ok đó, lên màu xe đó anh em đúng chưa. Đó khi mình ráp lên chiếc xe mình mới biết được, cầm như anh em không biết đâu, thấy không, cầm nó không biết gì trơn á. Anh em dựng lên chiếc xe đó, anh em nhìn nè, đó, đầu cam chân cam lên đúng không, đó nó xe đẹp anh em đúng không anh em. Đó thì một bộ cam 2 triệu nha, một bộ full sờ 1, một bộ quay Thái đùm, một bộ rim đó, mình lời đúng một bộ là có 500k thôi đó, mà công mình lựa đẹp cho anh em ha. Và tiếp đó là một cái đĩa full ít nha anh em, full ít này nói chung có vài nghìn cây à, mình cảm nhận vài nghìn cây anh em. Anh em grab cho những con xe mà vài nghìn cây chuẩn luôn đó anh em. Đó. Grab xe vài nghìn cây ok nha, đúng future X, hàng tháo xe nha anh em ha. Không phải hàng mới đâu nha anh em. Anh em nhìn cái mật màu của nó anh em biết liền à. Đúng không? Thì cái đĩa này mình cũng bán 2 triệu nha anh em ha. 2 triệu nha. Hàng này không bao giờ có cái thứ hai đâu anh em. Lâu lâu mình chia lại được đó anh em. 2 triệu cái đĩa nha. Rồi, tiếp đến là một cái đùm. Đùm này là đùm của full sờ 1 hoặc quay Alpha lốc máy đen. Quay Alpha nha anh em ha. Nó có lỗ là ốc 4 có cái lỗ nè, bắt cao su đùm nè. Đùm này đùm đẹp nha anh em. Sơn zin nha, tăng bua chưa đóng chưa nè, tăng bua như mới anh em, chưa khuyết ha. Đó, một cái đùm như 1 triệu nha anh em ha. Anh em ráp cho những con xe nào mà đang bị đùm nó dợp nó bung đó anh em. Đó, mua cái đùm lẻ này về ráp. Này mình mua được cái lẻ nè, đầu bắt câm mà nó chưa bị ăn vô mà anh em thấy không, anh em biết nó mới cỡ nào là đa số bắt câm á nè, ăn vô anh em thấy không, ăn vô nha, cái này nó chưa ăn vô nha anh em. Đó, 1 triệu quá rẻ rồi, một cái đùm mà full sờ 1 quay Alpha xài chung anh em ơi. Đó, ráp lên là ok nha, đúng 1 triệu mới bán nha anh em ha. Hàng mình bán là không chạy giá, báo giá nào bán giá đó, tình nghĩa thì mình bà miễn phí ship cho anh em thôi, như vậy thôi nha anh em. À, bao phí ship cho anh em, còn giá là không bớt 1,000 nha anh em ha. Anh em coi kỹ rồi mình chốt nha. Hàng là chất lượng, lựa chọn đẹp cho anh em, mình cũng như là một cái khâu mình kiểm tra hàng rồi đó anh em. Anh em mua sẽ đúng hàng, không có bị là mua hàng lầm, hàng giả, hàng thật nha anh em. Mình bán hàng thật không bán hàng giả đâu anh em ơi. À, bán hàng giả lời dữ lắm anh em. Hàng thật là lời 200-300-500k thôi. Cho ai như cái niền nè, những cái hàng niền giả, niền nhái, lời một cái là lời gấp 3, gấp 4 một cặp niền anh em. Còn niền thật mình lời nhiêu đâu, mình mua 5 cũ mình bán 6 cũ lời con cũ một à. Còn những cái niền giả giờ họ làm ra có một cũ mấy mà họ bán 5-6-7 cũ anh em nghĩ đi, rồi lời gấp 3, gấp 4 đó anh em. Cho nên mua là mua hàng cũ theo xe chắc cú nha anh em, đừng có mua những cái hàng tồn, hàng bà chưa xài qua, không biết anh em mua về ngủ chưa chắc ngon đâu anh em ơi ha. Lời số lượng nó ghê lắm anh em, mình không bao giờ bán những cái mặt hàng mà mình trên đây mình đầy đồ anh em, người ta chào mình đầy dữ lắm, hàng mới chưa xài đồ tồn, mình thấy hồi hộp quá anh em ơi. À, thật giả giả mất công ngủ không ngon anh em ha. Một ngày nào đó người ta bóc phốt người ta khui ra hết trơn à, cũng vậy thôi. Rồi ok nha anh em ha, đầm nè, đầm củ quay quay Thái, đầm quay Thái nha anh em ha, đầm quay Thái nước sơn zin đẹp, đã sử dụng qua, bạc đạn zin, tăng bua zin, chưa đóng nha anh em ha.
à, mực màu còn à, một cái lẻ thôi, đùm trước 1 triệu nha anh em, coi kỹ cho anh em ha. 1 triệu là rẻ anh em ơi, rẻ lắm rồi, chung là màu này đẹp quá, chưa bị dợp, chưa bị bung anh em ha, không có dợp bung nha anh em. Dợp bung thì nói chung là giá có dài trăm ca thôi à, à. Đùm tới giờ mà không dợp không bung anh em nghĩ đi à. Cỡ này có 1 củ à, quá rẻ rồi anh em, đừng có suy nghĩ anh em ha. Rồi tiếp đến là một cây bô, ở đây là cái cần số nè, độ độc thắng của Supreme 2010 còn như mới, Supreme 2010 nha anh em ha, còn như mới nha à. Còn như mới nha anh em, nhìn kỹ coi mã anh em ơi ha, nè có chữ đàng hoàng nha anh em, KVV nha à. Anh em coi nè, mới nói chung là mới 99% luôn nha anh em. Anh em ráp cho Supreme 2010 112 gì đó đang cần alo mình nha à. Cây này nói chung là cũng không có nhiều đâu anh em, 1-2 cây là hết hàng rồi ha, mình cũng chia sớt lại được có anh em người ta đưa cho mình đó anh em. Săn lùng lắm mới được những cái món hàng này anh em ơi, hàng đã dùng qua nha à. Cho anh em biết luôn, này 1 triệu mới bán được nha anh em ha, còn không mình trưng, mình trưng bày làm mẫu anh em ơi ha, để lên kệ mình trưng bày đó à. Rồi cuối cùng là một cái siêu phẩm hàng hiếm ha, mới lấy về, Bonel 209, Bofu Chanel 209 nha anh em ha. Anh em coi hình nha, mặt tiền là từ trên xuống dưới, mặt trong mặt ngoài còn mới 95% nha anh em, coi kỹ anh em ha, giá trị không hề rẻ anh em ha, đã dùng qua nha, không phải hàng mới đâu nha anh em, mình quay kỹ lắm anh em ha, nè nhìn kỹ nha, mình báo rồi nha, còn mới 95% nha anh em, mới 95% nha, mặt trong mặt ngoài ha, anh em nhìn nước sơn là chưa bạc nè, xe đi nhiều á chỗ này nó sẽ xuống màu, nó vàng vàng ha, lớp khói đen này cũng chưa có bạc đâu anh em. Anh em coi cái cổ nè, phần cổ này mới ăn tiền nè, đi ít đi nhiều nhìn cái cổ nha anh em ha, cái nước xanh khói nó còn nha anh em đó, chưa có bị xét rổ gì hết nha anh em ha, còn xét rổ thì nói chung là đi nhiều nó mới xét rổ, còn này còn màu xanh khói anh em ha đó. Năm ra giá trị nằm ở đây mà nó làm nằm 209 đó anh em ơi, neo đã hiếm rồi còn em 209 chi ta, để cái giá nó đội cao lên anh em, mua bô neo đã khó rồi mà nằm ngay 209 đó là mình nhập cũng phải cao nữa anh em. Rất là nhiều anh em chọn lựa 209, 208 người ta sẽ là 209 nhiều, và người bán cũng biết cái giá 209 đó, năm ra mình nhập cũng cao lắm anh em ha, 209 anh em à, chính chưa, hay chưa anh em à, đâm ra cái cây này là nó là cây thuộc dạng là đồ lông đao anh em, đồ lông đao đó nha anh em ha à, đồ lông đao này nói chung là không có nhiều, luyện được cây kiếm đồ lông đao không có nhiều đâu anh em, săn lùng được mà anh em à, cỡ này mà anh em, mình là cao thủ võ lâm lắm mình mới đi đấu về lấy được cây kiếm này về anh em hiểu rồi. Đó. Nội lực nội công cũng không phải đơn giản đâu nha anh em ha, dữ dằn lắm mới lấy được cái đồ long đao đúng 209 đó chứ, chứ mà nội lực mà yếu làm sao lấy được anh em đó. Phải máu phải mạnh ha mới lấy được về đó. Đây là đồ còn à, con cây cây này là cây B, cây B40 đó nè đó. Anh em ở đây là cũng là máu me cũng đầy mình hết trơn á, mới đi kiếm được những cái cây cỡ này nè anh em thấy không. Đó, đâu phải đơn giản anh em, nội lực nội công thâm hậu lắm ấy, sở hữu được những cái món hàng này á, đi chiến đấu đồ đấu võ đấu phép mình biết ghê lắm á, ở này đó anh em, alo mình nha anh em, hay thì alo mình nha, giữ à trời ơi cái bồ anh em thấy cổ à, kiếm đâu ra cái bồ long đao này, này là gọi là hắc gì ta, hắc long Hắc Long thần kiếm hả? À? Ghê quá. Rồi đó.
Anh em nào chốt alo mình nha, không có rẻ nha anh em, 2 đĩa 9 nha. À coi cái đuôi nó em quên nữa. À chỗ này là mới là cái ăn tiền nè, anh em thấy không? Nè. Cái lỗ chưa có bị sét, bị đóng nước nha anh em, đa số là đóng nước, đóng mục bị đây nè. Xe dùng qua nhiều nó sẽ bị đóng nước ngay cái lỗ nhỏ này anh em ha. À. Trời ơi cái này. Rồi, clip cũng rất là dài, 35 phút rồi nha anh em. Anh em cả nhà nào mà muốn sở hữu những cái sản phẩm ở đây thì liên hệ shop, mình cũng đã báo giá rồi nha anh em ha. Riêng cái đồ lông đao này mình sẽ không báo giá. Anh em nào có nhã ý thì sẽ gọi cho mình, không nhã ý thì mình chịu anh em, mình cũng để chân lên là cái tủ kệ tủ kiến nha, chân cái đồ lông đao này lên cũng hay hay nha anh em ha. À. Rồi ok nha anh em. Anh em nào đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh anh em ơi, nhấn nút chuông nha, vì mỗi ngày đều lên những cái phụ tùng, những chiếc xe, những cái chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho anh em mình chơi đam mê đồ nha anh em ha. Bye bye.